nhân Nguyễn Hữu Hỷ, 100 tuổi, trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, nhập viện tuyến dưới. Sau 2 ngày, bệnh nhân xuất hiện chóng mặt, đau sưng đỏ khớp bàn chân và ngón chân phải, kèm theo mỏi cột sống thắt lưng, chóng mặt, ù tai, mắt nhìn mờ nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Sau thăm khám, các bác sĩ khoa nội tim mạch chẩn đoán bệnh nhân bị block nhĩ thất độ 3 hay còn gọi là block nhĩ thất hoàn toàn. Nếu không được xử lý nhanh chóng, nguy cơ đe dọa tính mạng bệnh nhân rất lớn. Nhận định đây là một trường hợp bệnh nặng, nguy hiểm nên các bác sĩ đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên phòng can thiệp dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp can thiệp mạch số hóa xóa nền DSA. Quá trình can thiệp diễn ra kịp thời và chính xác, mọi thao tác cấp cứu được tiến hành khẩn trương, đồng bộ. Kíp can thiệp đã tiến hành đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn 2 buồng để cứu sống bệnh nhân. Sau can thiệp, bệnh nhân đã giảm đau ngực, giảm chóng mặt, khỏe hơn, huyết động ổn định. Các thông số xét nghiệm theo dõi cho thấy tình trạng sức khỏe phục hồi tốt và có thể xuất viện sau 5 ngày điều trị. Trước đó, các bác sĩ khoa phẫu thuật tim trẻ em, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E cũng đã tiến hành can thiệp đặt máy tạo nhịp tim cấp cứu cho một em bé 40 ngày tuổi bị tim bẩm sinh block nhĩ thất, thông liên nhĩ, suy tim nặng. Đó là trường hợp con của anh P, 24 tuổi, ở khu Cốc, thị trấn Hồi Xuân, Quan Hóa, Thanh Hóa. Trong quá trình người vợ mang thai ở tuần thứ 28, trong lần siêu âm, các bác sĩ đã nghi ngờ thai nhi có dấu hiệu bất thường. Hai vợ chồng gom góp toàn bộ số tiền dành dụm lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương để khám tầm soát thai kỳ. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán thai nhi mắc tim bẩm sinh. Hai vợ chồng không hiểu hết về căn bệnh này nên xin đình chỉ thai nghén, nhưng các bác sĩ giải thích với sự tiến bộ của y học hiện nay, căn bệnh tim bẩm sinh của con có thể chữa trị được sau khi sinh ra. Người mẹ phải chỉ định mổ lấy thai. Khi mới sinh ra, đứa trẻ nhẹ cân, tim tái, hơi thở thoi thóp. Với căn bệnh tim bẩm sinh phức tạp đe dọa tính mạng, các bác sĩ hồi sức cho con ngay sau sinh. Các bác sĩ khuyên gia đình đưa con lên Hà Nội để điều trị, nhưng gia đình không có điều kiện nên đã xin cho con về. Thông qua chương trình Trái tim cho em, các bác sĩ Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E đã khám lại cho con với chẩn đoán bị dị tật tim bẩm sinh, block nhĩ thất cấp 3, nhịp tim chậm, trung bình 42 lần trên 1 phút, không đồng bộ. Trong khi bình thường, tâm thất và nhĩ thất của trẻ sơ sinh đập cùng một nhịp và dao động từ 120 đến 160 lần trên 1 phút. Các bác sĩ Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E xác định đây là ca bệnh nặng, nguy cơ tử vong cao, với tình trạng rối loạn nhịp tim nặng dẫn đến mức độ suy tim nguy hiểm, con có thể phải thở máy bất kỳ lúc nào. Các bác sĩ đánh giá, bệnh nhi cần được can thiệp đặt máy tạo nhịp cấp cứu càng sớm càng tốt. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Bá Phong, khoa phẫu thuật tim trẻ em, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E, người trực tiếp thực hiện ca can thiệp đặt máy tạo nhịp cho con, cho hay, trước khi tiến hành ca phẫu thuật này, các bác sĩ phải tiến hành hội chẩn siêu âm tim với 3 bác sĩ để đánh giá cấu trúc tổn thương trong tim và hội chẩn với ekip về nhịp học để lên phương án mổ đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn cho cháu bé. Bởi vì, ngoài rối loạn nhịp tim nặng, hiện tại, tim của bé còn bị thông liên nhĩ, kích thước lớn nhưng có thể chưa cần phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ sẽ phẫu thuật vá thông liên nhĩ sau khi nhịp tim của con ổn định và đánh giá sự phục hồi chức năng tim của con tốt hơn. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Bá Phong chia sẻ, do cơ thể của bé còn quá nhỏ, 3,2 kg nhưng lại trong tình trạng suy tim nặng, buồng tim trái giãn lớn là một yếu tố khó của ca mổ. Hơn nữa, với tình trạng trẻ suy dinh dưỡng và cân nặng nhỏ như vậy, thì việc đặt máy tạo nhịp tim ở vị trí nào, lựa chọn đường mổ ra sao vì bé bị lõm ngực đều là những vấn đề mà các bác sĩ phải tính toán rất cẩn thận và chi tiết. Ngay khi mở lồng ngực bộc lộ được quả tim, một điện cực tạo nhịp nhanh chóng được các bác sĩ đặt vào bề mặt tim của bé và kích thích quả tim đập trở lại trong sự vui sướng thầm lặng của cả ekip phẫu thuật. Bước tiếp theo, các bác sĩ phẫu thuật tim nhẹ nhàng và thận trọng, bóc tách thành bụng mỏng như bản giấy để tạo một ổ chứa vừa đủ máy tạo nhịp tim. Như vậy, qua một đường mổ ở dưới nách bên trái, không cần cưa xương ức như phương pháp mổ kinh điển, ekip phẫu thuật đã thực hiện được cả hai việc là đặt điện cực vào tim cho bé và cấy máy và tổ chức thành bụng. Bé được phẫu thuật thành công với đường mổ rất đẹp. Sau 3 ngày thở máy tại khoa hồi sức ngoại tim mạch, bệnh nhi đã được rút bỏ máy thở. Theo các chuyên gia y tế, block nhĩ thất độ 3 là một trong các rối loạn nhịp tim nguy hiểm, có tỷ lệ đột tử cao nếu không được điều trị kịp thời. Bệnh hay gặp ở những người lớn tuổi, có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh mạch vành cấp mãn tính, bệnh lý van tim, các triệu chứng thường gặp như chóng mặt, choáng váng, khó thở, đau thắt ngực, nặng hơn có thể ngất xỉu, đột tử. Các bác sĩ khuyến cáo, với người bệnh cao tuổi hoặc gia đình có người mắc các bệnh lý nền nói trên, nên kiểm tra sức khỏe thường xuyên tại chuyên khoa tim mạch ở các cơ sở y tế uy tín. Trong trường hợp có biểu hiện cấp tính như đau ngực, khó thở dữ dội, cần đưa bệnh nhân đến ngay các cơ sở y tế có chuyên khoa can thiệp tim mạch để có thể xử lý kịp thời.